Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 18 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Thông tin được đăng tải trên trang các báo dinh news.vn, vietnamnet.vn, nhân dân.vn, thanh niên.vn và vietnamnet.vn. Phú Quốc ngập nặng do bão ta liêm. Ảnh hưởng bão ta liêm bão số 1, mấy ngày qua Phú Quốc Kiên Giang liên tục có mưa lớn kéo dài, gây ngập nặng nhiều nơi, Ngày 21 tháng 7, thượng tá Lê Đức Hải, chính trị viên ban chỉ huy quân sự TP. Phú Quốc cho biết do ảnh hưởng bão Ta-liêm, những ngày qua ở thành phố Phú Quốc có mưa nhiều, một số nơi như xã Cửa Dương, Cửa Cạn, Dương Tơ và khu phố chính ở phường Dương Đông bị ngập. Gần 100 bộ đội được quy động phối hợp công an và chính quyền địa phương ứng trực và kịp thời sơ tán người già và trẻ nhỏ, di dời đồ đạc, gia súc của người dân đến nơi an toàn. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 7, ở khu phố chính, phường Dương Đông có mưa to sóng lớn làm sạt bờ kè chắn sóng của một hộ dân gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Nước tràn vào làm khu vực dân cư bên trong ngập sâu, nhiều hộ dân, gia súc, gia cầm và đồ đạc bị ngập trong nước. Các mốc thời gian xét tuyển đại học năm 2023 cần lưu ý. Theo kế hoạch tuyển sinh, từ 8 giờ ngày 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lượng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Khi đã xếp theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể. Những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm vẫn phải tiếp tục đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ. Nếu không đăng ký trên hệ thống, thí sinh được xem đã từ bỏ quyền trúng tuyển vào ngành, trường đó. Muốn nhất đến ngày 25 tháng 7, các trường đại học phải cập nhật thông tin về điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Riêng khối ngành đào tạo sức khỏe và đào tạo giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trong ngày 25 tháng 7 để các trường đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 31/7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8. Thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ. Khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 200%, theo thống kê của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến hết tháng 7, ước tính lượng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 2.360.000 lượt.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới. Google thử nghiệm công cụ viết tin tức bằng trí tuệ nhân tạo AI. Ngày 20 tháng 7, công ty công nghệ Google, Mỹ cho biết họ đang hợp tác với các nhà xuất bản tin tức để thiết kế một công cụ mới được AI hỗ trợ nhằm giúp các nhà báo tương thuật và viết tin tức. Công cụ mới được biết đến với tên nội bộ là Genesis, đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Báo New York Times đang cùng báo Washington Post và báo Wall Street Journal của Mỹ hợp tác thử nghiệm sản phẩm mới phi công trực thăng thiệt mạng khi chiến đấu với cháy rừng ở Canada. Theo hãng tin AFP, ngày 20 tháng 7, cảnh sát Canada cho biết một phi công đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng ở phía tây Canada, trong lúc chiến đấu với đám cháy rừng đang tàn phá nước này. Ủy ban an toàn giao thông Canada thông tin máy bay đã va chạm với địa hình trong quá trình chữa cháy và vụ tai nạn xảy ra ở một địa điểm xa xôi. Phi công này là người thứ ba thiệt mạng khi chiến đấu với cháy rừng gần đây ở Canada, sau khi hai lính cứu hỏa thiệt mạng vào tuần trước. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken sắp tới thăm Úc, New Zealand, Tonga. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ông Blinken sẽ tới Nam Thái Bình Dương vào tuần tới trong bối cảnh Washington tìm cách củng cố vị thế của mình trong khu vực giữa lúc Trung Quốc, cũng mở rộng ảnh hưởng tại đây, theo hãng tin AP. Ông Blinken sẽ tới đảo Tonga vào ngày 26 tháng 7 để dự lễ khánh thành đại sứ quán mới của Mỹ trước khi tới Úc và New Zealand. Quý thính giả thân mến, sau khi nhận nhiệm vụ trực chốt chặn tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão tại khu vực biển công đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng Sa 413 đã ngay lập tức triển khai công tác cứu nạn 4 ngư dân Việt Nam bị nạn trên vùng biển trách nhiệm giáp ranh giữa Việt Nam và Malaysia. Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, ngày 19 tháng 7, Trung tâm đã nhận được thông tin báo nạn từ một tàu nước ngoài phát hiện một tàu cá bị chim. Có 3 người đang trôi dạt trên biển tại vị trí cách Nam Đông Nam công đảo khoảng 145 hải lý. Đây là vùng biển trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn giáp ranh giữa Việt Nam và Malaysia. Trung tâm đã lập tức kích hoạt phương án tìm kiếm cứu nạn, thông báo cho các cơ quan cứu nạn của Singapore, Malaysia, Indonesia phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời yêu cầu các tàu biển Việt Nam và quốc tế đang hoạt động trong khu vực cơ động nhanh đến hiện trường để tìm kiếm và cứu các nạn nhân trôi dạt trên biển. Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Hàng hải Việt Nam đã nhanh chóng chỉ đạo trung tâm điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng Sa 413 đang ứng trực tại Côn Đảo ra hiện trường chỉ huy điều hành các lực lượng trong nước và quốc tế để tìm kiếm và thực hiện hoạt động cứu nạn. Lúc 9 giờ 45 phút ngày 19 tháng 7, lực lượng cứu nạn tại hiện trường cứu được 3 người đang trôi dạt trên biển. Tiếp đó, đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, tiếp tục phát hiện và cứu thêm một người tại khu vực lân cận. Qua khai thác thông tin, tàu bị nạn là tàu cá mang số hiệu BD30947 tiến sĩ, có 6 thuyền viên, bị chìm vào khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 19 tháng 7. Hiện nay còn 2 thuyền viên mất tích. Đến 8 giờ 15 phút ngày 21 tháng 7, bốn thuyền viên được cứu của tàu BD30947 Tiến sĩ đã được tàu Sa 413 đưa về công đảo để tiến hành cấp cứu kịp thời. Thưa quý thính giả, Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Tây Nguyên với những vườn ươm rộng lớn. Ngoài các khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, địa phương này còn có bảo tàng thế giới cà phê, điểm chết in mới của nhiều bạn trẻ khi đến buôn ma thuộc. Nơi đây lưu giữ những hình ảnh, tài liệu giá trị với lịch sử và văn hóa cà phê thế giới. Không chỉ vậy, công trình kiến trúc độc đáo của bảo tàng cùng không gian đậm chất châu Âu cũng là một điểm nhấn thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm. Bảo tàng thế giới cà phê hiện có hơn 10.000 hiện vật được trưng bày, trong đó nổi bật là các di vật do ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập tập đoàn Trung Nguyên Lê Gừng sưu tầm. Nơi đây có tổng diện tích là 45 hecta với nhiều không gian trưng bày, tổ chức triển lãm và có cả nơi thưởng thức cà phê. Các hoạt động quảng bá văn hóa cà phê thế giới cũng thường xuyên được tổ chức tại địa điểm này. Về kiến trúc, nơi đây được thiết kế theo hình dáng của những ngôi nhà dài truyền thống của người Ad và bao gồm năm khối nhà uống công đầy ngẫu hứng. Quân thể công trình được xây dựng trên một quỹ đất rộng lớn với nhiều cây xanh bao quanh, tạo nên một không gian tươi mát, thoáng đãng trong một khuôn viên rộng rãi nhiều cây xanh. Tất cả các không gian phía trong được kết nối, quyển chuyển với nhau theo kiểu kiến trúc đa hình, linh hoạt. Khi đến bảo tàng, bạn sẽ hiểu rõ hơn về văn hóa cà phê nổi tiếng qua các hiện vật trưng bày. Ngoài những loại nông cụ chuyên dùng trong hoạt động sản xuất, nơi đây còn lưu giữ nhiều bộ sưu tập giá trị khác liên quan đến các loại hạt cà phê khác trên toàn thế giới. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm không gian thiết kế 360 độ với các hiện vật được trình chiếu sinh động dưới định dạng 3D. Một điểm độc đáo khác của Bảo tàng Thế giới Cà phê Buôn Ma thuộc là không gian trưng bày mở, với tinh thần sống mở tương tác. Nghĩa là du khách có thể chạm vào hiện vật và thậm chí là nếm thử hương vị của các hạt cà phê được trưng bày tại đây. Có lẽ, chính điểm nhấn độc đáo này đã thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm bảo tàng. Với diện tích rộng lớn, bảo tàng này không chỉ là nơi trưng bày hay tổ chức hội thảo mà còn có cả không gian thưởng thức cà phê. Khu vực này được thiết kế theo phong cách châu Âu châu sang trọng, mang vẻ đẹp khác biệt so với các không gian triển lãm khác. Quầy bar được thiết kế theo phong cách mở hiện đại, cho phép du khách được nhìn trực tiếp các công đoạn pha chế của bartender. Những ly cà phê thơm ngon, nóng hổi được pha chế theo nhiều kiểu khác nhau sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm thưởng thức cà phê mới lạ. Thưa quý thính giả, rila được biết đến là một thung lũng bất tử qua tiểu thuyết Lost Horizon đường chân trời đã mất của nhà văn Dơm Hinh Tơn, một vùng đất được coi là thiên đường hạ giới chốn trần gian. Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đó chỉ là một thung lũng không có thật được tác giả tạo nên trong cuốn tiểu thuyết. Khi chọn tour du lịch Trung Quốc giá rẻ du khách sẽ có cơ hội phá thung lũng tuyệt đẹp này. rila trong thực tế không phải là một thiên đường trần gian, nhưng khi đặt chân đến đến vùng đất này chắc chắn du khách sẽ bị cuốn hút bởi phong cảnh hùng vĩ, thơ mộng của thung lũng rila nằm trên cao nguyên bao la rộng lớn shangri La có tên cũ là huyện Trung Điện thuộc tỉnh Vân Nam, gần thành phố Công Minh, Trung Quốc. Sau này được đổi tên thành shangri La để thu hút các du khách du lịch. Trong suy nghĩ và được cho vào tác phẩm nổi tiếng của Giang Bì Hinh Tơn, La được ví như một thung lũng tuyệt đẹp, dẫn từ tu viện Lạc Ma Giáo nằm trong dãy núi Công Lôn. shangri La nằm trong một cao nguyên hơn 3.300 mét so với mực nước biển, được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh thẳm, hồ nước đẹp thơ mộng và cả bầu không khí trong lành, mát mẻ. Đặt chân đến Sangrila, du khách chọn tour du lịch cùng mình Sangrila sẽ được khám phá một thung lũng thơ mộng tuyệt đẹp với cảnh sắc nên thơ, hùng vĩ. Khí hậu ở Sangrila thật sự hoàn hảo. Quanh năm nền nhiệt ở đây rất dễ chịu, bạn có thể khám phá những vẻ đẹp khác nhau, rất riêng trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Du khách đến du lịch Sangrila, Trung Quốc vào mùa hè từ tháng 4 đến tháng 7 sẽ được chiêm ngưỡng những sắc hoa rực rỡ trên cao nguyên bao la, xanh ngát. Mùa hè là mùa nở rộ của hơn 160 loài hoa tại Shangri-La, cùng hòa quyện vào biển qua với đủ các màu sắc đỏ, vàng, tím mộng mơ. Đây là thời điểm thích hợp nhất để du khách cảm nhận sự đa dạng của thiên nhiên tại Shangri-La. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2023. Thân mến chào tạm biệt.